Đâu rồi? Huy! Gì? Cái kiếm này là kiếm thật hay kiếm giả đây? Thật đâu mà thật? Đồ giả thôi. Dằn bà có kiếm đồ chơi. Cái gì? Đồ chơi? Cày thế nhỉ? Cái kiếm này em nhỏ dám bảo là kiếm đồ chơi mọi người. Cái kiếm này của người ta là phải gọi là kiếm trí tuệ chứ. Cái gì? Vì sao lại gọi là kiếm trí tuệ á? Thì đây, thì dằn ba cái kiếm bình thường thì được thợ may dệt bằng sắt với lại bằng gỗ thôi. Nhưng mà cái kiếm này của mình hôm nay mang đến cho mọi người được kết hợp lại bằng rất nhiều cái mảnh mà mọi người biết cái mảnh này là cái mảnh gì không? Biết làm sao được? Cái này nó mới lắm. Cái gì ta? Magic Block S. Đấy, kiếm này thật của người ta chứ đừng có tưởng đùa. Từ bây giờ tôi hỏi các ông các bà đã, bây giờ mình cầm cái kiếm này lên so sánh với lại cái kiếm nhựa thì kiếm nào hơn? Ai mà biết được. Đấy, rõ ràng là kiếm nhựa hơn. Nhưng mà cái kiếm nhựa ở đây nó là nhựa của hạt Magic Block S. Nó được gắn kết tỉ mỉ như thế này. Thôi cầm búa gỗ như kiểu là nghệ sĩ thò vậy. Thế đây mình mới cầm được cái bao nhá. Cầm khá là đầm tài đấy mọi người. Nhưng mà trong quá trình lắp ráp là nó hơi bị đau đầu đấy. Cứ 100 màu đen, 100 màu đen thế này thì cũng... Rồi đấy, bây giờ là có thành quả rồi đây mọi người. Cầm khá là chắc tay so với lại dăm ba kiếm nhựa làm sao đủ tầm sánh vai. Bữa nay thì mình mới nhập được một bé này về thôi chứ mọi người dùng tại cái mảnh này nó vẫn còn thừa nhiều lắm.